안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 읽기 연습해요. 읽기 연습해요. 자, 물건 교환. 읽기. 물건 교환. 한국의 백화점에서 물건을 사 보셨습니까? 한국의 백화점. 네. 언니 정신 차려. 한국의 백화점에서 물건을 사 보셨습니까? 한국의 백화점에서 물건을 사 보셨습니까? 교환이나 환불을 해 봤습니까? 교환이나 환불을 해봤습니까? 물건을 산 후에 마음에 안 들면 교환이나 환불을 할 수 있습니다. 백화점에서 물건을 산 후에 마음에 안 들면 교환이나 환불을 할 수 있습니다. 이때 물건을 산 영수증을 가져가야 합니다. 이때는 물건을 산 영수증을 가져가야 합니다. 그리고 일주일 안에 가는 것이 좋습니다. 좋습니다. 그렇지만 시장에서는 교환은 되지만 환불이 안 되는 곳도 있습니다. 그렇지만 시장에서는 교환은 되지만 환불이 안 되는 곳도 있습니다. 그러니까 물건을 파는 점원에게 교환이 됩니까? 환불이 됩니까? 라고 물어봐야 합니다. 그러니까 물건을 파는 점원에게 교환이 됩니까? 환불이 됩니까? 라고 물어봐야 합니다. 그리고 교환하고 싶으면 언제까지 와야 합니까? 라고 물어봐야 합니다. 라고 물어봐야 합니다. 또 아침 일찍 교환하러 가면 미안하니까 오후나 손님이 많지 않은 시간에 가는 것이 좋습니다. 아침 일찍 교환하러 가면 미안하니까 오후나 손님이 많지 않은 시간에 가는 것이 좋습니다. 아, 이해돼요? 이해 안 돼요? 왜 이해 안 돼요? 험해요. 아시아 험해요?
거예요. 물건. 물건. 맞아요.
thử mua đồ ở trung tâm thương mại Hàn Quốc không? Chưa. À, thử mua hàng ở trung tâm thương mại Hàn Quốc chưa? Đổi hoặc hàng. Thử đổi hoặc hàng tiền chưa? Ở trung tâm thương mại sau khi mua đồ không vừa lòng, nếu không vừa lòng đổi hoàn tiền có thể đổi là hoàn tiền á. Cái này.
tốt sau một tuần á. Bố, bố ăn làm gì vậy? Ở nhà cái gì vậy? Nhà, nhà bố.
À, nếu muốn đổi đồ à, phải đến khi nào? Đồ ăn xin đi qua nhà rồi thằng nhân yên ăn cả. Ông na, chúng mình làm gì ăn những thời gian này ăn được thì xin được à. Đồ ăn xin đi qua nhà rồi thằng nhân yên ăn cả. Ông na, chúng mình làm gì ăn những thời gian này. 하는 것이 좋습니다. Nếu đi đổi đồ vào sáng sớm à, không sao. Xin lỗi những gì à? Không, đang dịch cái bài này. À, vì xin lỗi. Vì vì đói bụng. 피곤하니까 피곤해서 이게 학생들이 공부 안 해서 피곤해 하니까 해서 vì xin lỗi hả? Nếu đi vào đổi đồ vào buổi sáng sớm thì buổi chiều quý khách nhiều hả? Quý khách ơi, bạn quý khách bạn chị ăn nè. Không nhiều 시간 thời gian 가는 것이 좋습니다. Đi đi 가는 것이 좋습니다. 엄마 đi đổi 다 좋아. Xin lỗi vì đi đổi đồ vào sáng sớm. Không. À, xin lỗi nếu đi đổi đồ vào sáng sớm. À, đây, qua. À, đây. Tập trung. Tập trung đi. Miễn là gì cả. Xin lỗi. Rồi. Nếu
đi đổi đồ vào sáng sớm. Xin lỗi. Vì xin lỗi nếu đi đổi đồ vào sáng sớm. Buổi chiều. Hoặc không ít khách. Thời gian. À, thời gian ít khách á. Đi đổi tốt nhất. Tốt nhất ở đâu? Tốt nhất. Ồ, đúng. Đúng. 학생들이 공부 안 해서 피곤합니다. 속상합니다. 새 학생들이. 성생님, 학생님. 이해돼요? 네. 예.